có một dải lụa tiên tuyệt đẹp lạc khỏi chín tầng trời và vắt mình đâu đó giữa núi rừng Bạch Mã huyền bí, là một trong những khu rừng nguyên sinh hoang sơ bậc nhất của Việt Nam. Vườn quốc gia Bạch Mã ẩn mình như một viên ngọc quý giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ. Đứng trên đỉnh Bạch Mã là như ngồi trên trời cao mà ngắm trọn Huế thương. Phía xa xa là phá Tam Giang bao la xanh biếc, rồi bên cạnh đó là cố đô cổ kính, rồi phố phường nhộn nhịp xôn xao. Đó là người ta viết văn, người ta hay nói thôi nha. Chứ khi mà quỷ đứng trên Bạch Mã thì vây quanh chỉ có núi rừng hùng vĩ trùng trùng điệp điệp mà ngút ngàn xanh mướt thôi. Vườn quốc gia Bạch Mã là một phần của dãy Trường Sơn Bắc, có nhiều đỉnh núi cao hơn 1.000 mét, còn đỉnh Bạch Mã thì cao nhất với 1.450 mét, có diện tích hơn 37.000 hecta, có hơn 2.000 loài thực vật và hơn 1.400 loài động vật. Và dưới chân núi là những thung lũng xanh tuyệt đẹp với con suối róc rách chảy qua. Phần 2 mọi người sẽ khám phá một điểm cực kỳ thú vị của Bạch Mã nghe. Tạm biệt mọi người.